Sáng sớm thức dậy thấy đám rau gầm nó ngon quá, tươi mỡ mỡ nha. Dứt dứt chạy cọc vô mình làm miếng gỏi gà rau gầm rau sống. Dứt thêm mấy miếng ngò gai, mặc dù là ngò gai của mình mới trồng nhưng mà nó rượt rồi, nó ra bông mất tiêu rồi. Gỏi gà thì mình có dưa leo, cà rốt với lại thêm miếng hành tây. Trộn trộn gà bên này là gà công nghiệp ăn cho nó qua ngày đoạn tháng chứ có ngon lành gì đâu. Trời, rau gầm băm băm xong rồi ngò gai cũng băm băm chối vô. Trộn tí nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay. Nói chung là nước mắm mình làm gỏi thì mình sẽ phải làm đậm hơn nha, đậm hơn tí để cho nó còn thấm vô gạo. Trộn đều lên nha mọi người, trộn càng đều thì càng ngon nha. Ấy, nhìn ngon chưa cũng được. Nói chung là mình ăn thì cũng ok. Ngồi lai rai xí nha. Trời ơi trời, nhìn cái view hoàn hôn đây, phê lắm. Thêm tí xin tô lô mạch thì tôi bá cháy bỏ chết nha. Phê lắm nha anh em. Cuối tuần chỉ thế thôi, nhẹ nhàng cho qua ngày đón thang chứ có nghĩa ngập gì đâu, uống cho nó mát thôi. Chứ bên này mùa hè trời nóng lắm, có tí bia cho nó chill chill thôi mọi người. Chứ thực sự là cũng chả ham hối đâu. Nhớ follow mình nha.